với cun, chạy với cun, nhìn chúng ta trong giấc cun. Bơi với cun, chạy với cun, cùng xóa tan đi nỗi buồn. Cùng nhau luôn luôn cố gắng, vì ngày mai không xa chiến thắng. Tập với cun, chạy với cun, tiếp thêm sức ta đi bên ngày dài. La la la, la la la. Thôi đừng mà, các bạn ơi đừng có chơi ăn gian nha. Mắt này sao ta? Mày mắt đi, tự mình đi. À, đâu? Ok, mấy bạn ơi, bây giờ đây sẽ là ly bên tay phải của Bảo Ngọc, đây là bên tay trái. Rồi ok, bây giờ Bảo Ngọc chọn ta bên nào? Các bạn ơi, cho mình biết chọn ta bên nào đúng không các bạn? Chọn bên nào? Trái hay phải, comment cho Ngọc biết thôi. Các bạn comment cho Ngọc biết đi. Chọn mình trái. Thấy là mình thấy có bạn comment là cả hai bên luôn nha. Hôm nay mình trộn hai món lại các bạn. Rồi luôn, trộn hai món vô uống là hiểu luôn, hết toan luôn. Chọn bên nào? Bây giờ để hãy đọc giùm Ngọc nha. Hiện tại là đa số các bạn đều chọn cho Ngọc chọn bên trái. Bên trái tức là ly này. Ok. Bây giờ bạn Ngọc chọn bên nào? Cho Ngọc quyết định đó. Bây giờ tin theo các bạn đi. Chọn Ngọc chọn bên trái phải không? Bạn Ngọc đếm từ 1 tới 5 đi. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, nè, lấy số cuốn nè. Không, nút chanh, trời, chua thấy ông trời luôn á. Chua thấy ông trời luôn á, trời. Trời, vàng chua lắm luôn á, biết không? Không vô, không đỡ, không đỡ. Cái tối mà cho anh chơi kiểu này chắc sốc ruột luôn á. Hôm đó mấy bạn coi cái số cuốn nó giải lại. Hôm đó mấy bạn coi cái số cuốn nó giải lại. Đẳng cấp đấy, thôi đừng. Chua lắm mấy bạn, chua lắm luôn á, chua thấy mặt trời luôn, thấy mặt trời luôn. Hên có cái này nó giải, anh hai ăn gian đúng rồi, ăn gian chơn gian chơn gian chơn gian. Chẳng hạn như mình ví dụ con Ngọc nha, công việc. Việc có. Ủa chứ sao? Con gà. Gà có. Cái này là không có đảo từ được nha các bạn. Cái bàn. Bàn cái. Có bàn cái. Sữa đặc kẹo. Lấy hai bình nước hiểu rồi. Ủa quên. Sao cái bình này đẹp vậy? Trời ơi, cái này người ta sưu tầm với em mới được. Quang Hải. Nhiều Quang Hải trên đá bóng. Thì cái này các bạn chỉ cần uống trong các lớp sữa cool thì các bạn sưu tầm đủ 24 thẻ thì các bạn sẽ được một bình nước như thế này. Trời nhìn xíu. Anh Quang Hải. Anh Quang Hải ơi. Có chữ, mấy bạn ơi, có chữ ký của anh Quang Hải nha các bạn. Ghê chưa? Này sưu tầm lắm á nha. Với lại Ngọc được thêm một cái ba lô có hình Ngọc nữa đó. Các bạn nhớ sưu tầm nha, nếu mà các bạn có sưu tầm ba lô thì sẽ là 36 thẻ. Kiểu bông, bông gòn. Bông gòn. Gòn gì, gòn gì, gòn gì. Giúp em. Gòn gì? Từng lái. Đang đố với bạn. Ờ, đang đố hả? Ủa, mình tôi ngọc có đi. Bạn nói gòn gòn, ủa gòn gòn là cái gì? Ý bạn nó có nghe mình không? Gòn gòn là cái gì? Gòn gòn mình như theo mình biết là cái một cái từ lái các bạn ơi. Mà nó... Từ lái. Từ lái. Hai lái xe hay hai lái từ, gì? Từ lái. Hai lái xe hay hai lái gì? Gọn kìa, chỉ gọn mọi người ơi. Gòn gòn hả? Gọn gàng. Dễ mà, gọn gàng. Trời easy lắm luôn, gọn gàng nha. Ờ, gọn gàng, gàng gì, gàng gì, gàng gì. Gàng gạt lấy gì đây? Lên Google tra nha. Gàng gạt lấy
Thôi, hình phạt nào dễ dễ thôi nha mấy bạn ơi. Hình phạt nào dễ dễ. Vẽ mặt mày rồi luôn. Bạn Phạm Anh Thư rồi luôn. Rồi luôn. Vẽ mặt mèo hả? Mặt mèo, vẽ sao trời? Chắc nhẹ quá. Vậy, rồi sao nữa? Mở bên ba cái râu mấy bạn. Ai nè, ba. Gì vậy trời, thử thách gì vậy? Ôi, thử thách gì vậy? Một nè, hai, ba. Ôi là chọn số giống 6. Giống như mình mới vẽ con này nè, ông mấy bạn thấy không? Giống con Ngọc chưa? No, bây giờ vẽ cái mũi. Cái mũi. Ok, giống rồi nha, hoàn thành thử thách rồi nha. Thấy chưa, nhớ mèo chưa? Đây, mặt mèo. Theo yêu cầu của các bạn thì mặt mèo. Này mặt mỏng chứ không phải mặt mèo đâu. Uống hết một ly sữa cô. Đúng rồi. Bây giờ Ngọc sẽ hát. Hát bài bài này Bảo Ngọc hát. Không biết các bạn có đoán ra được không nha. Bạn nào đoán thì sẽ comment ở dưới cho Ngọc nha. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã chuyển quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã xa qua những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa. Được không? Ổn không? Rồi, quá ok, mình hát quá hay, mình cảm nhận mình hát. Ủa, sao các bạn biết về giấc mơ chưa hay vậy ta? Hay vậy? Trời, nhìn muốn bôi quá à. Nhìn muốn bôi quá. Thôi mình bôi mũi nha. Mình bôi mũi đi cho đỡ. Thêm một con bình nước mình cho này được. Không, hết rồi, có một bình nè. Chắc em phải sưu tập quá à. Đi sưu tập đi, tự nhiên cái người ta sưu tập cho đã. Không, biết. Em uống bao nhiêu thùng thôi em mới được cái này á. Thôi, muốn có cái bình này thì hãy sưu tập đi, 24 thẻ đó nha. Mình thấy cái mẫu bình này các bạn, mình thấy rất là kiểu như là nó rất là đáng yêu. Thêm đây nữa nó có hình cái anh thần tượng của mình, anh Quang Hà ấy. Cầm thôi nha chứ đừng lấy luôn. Ừ, để cầm giùm, không lấy đâu, tin đi trời. Không được, cái này của mình nha. Mấy bạn có biết anh Quang Hải là mã số mấy không? Con Ngọc biết không? Biết. Con Ngọc phải nói để các bạn comment thử có đúng không? Hỏi chi? Ai mượn cái học? Ồ, bạn Minh Tuấn trả lời là số 19 nè. Ủa sao có bạn Trúc Nguyễn trả lời số 19 nè? 19 nha. 19. Chạy với cuốn, nhìn chúng ta trong giấc.